cái cây phi lao. Cây phi lao này cũng khá nhiều năm tuổi rồi. Thì bây giờ anh Tuấn Anh sẽ làm gì với cây này? Cắt và vo tán cho cây này đúng không? Rồi, ok anh. Thank you.
lắm rồi em mới ăn đồ ở nhà ấy. Đáng tội. Cái này. Cái kia đồ kia rồi.
trà thủng cây đúng không? Ôi về bây giờ mà vào phá cây của ông ấy. Kìa ông chủ bảo kết cây cứ ra ngắm đi. Đấy. Anh Sơn bảo là tí nữa thì lấy tí vào. Mình chỉ thấy tầm ra cái quán thì phương đấy. Em bảo em không biết, nên là anh bảo thức cho anh tí vào tí nữa là biết. Chị biết đâu. Chị cảnh anh không chua nốt à? Hay ơi. Cho phóng ra. Vậy là đã xong rồi đúng không? Coi như là xong rồi đấy nhờ. Xong.